Ok, hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel Ma Vương. Video ngày hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục với đại KR. Được rồi, video ngày hôm nay thì như các bạn thấy là mình đang chèo thuyền. Tuy nhiên là trước mắt chúng ta là có một căn nhà mới. Thì chắc chắn rồi, đây là căn nhà mới mình mới xây. Hôm nay mình xây xong thì mình review cho anh em coi. Ok ok, đấy, đi vào nhà review cái cho anh em coi nào. Thì đây. Đây là lúc đầu nó là cái căn nhà bé đúng không? Bây giờ mình xây, mình mở rộng thêm á, cho nó to, cho nó rộng à, cho anh em đã. Đây là cái căn nhà cũ nè à, sau đó mình đã nối một cái cầu thang lên đây và mở rộng thêm cái khu chân này à, bây giờ nó rất là rộng nha. Đó, chỗ này là chúng ta có hai cái bếp lò này à, hai cái lò nướng sắt anh em ạ. Với lại mấy cái giường à, lúc đầu mà mình chỉ xây có như này thôi, chỗ này là không có cái cây cầu này đâu à, mình chỉ xây như này thôi, nhưng mà tại vì là thấy nó hơi chật. Đấy, mình thấy cái nhà nó vẫn hơi bé, nó lại phải nối thêm một cái cây cầu ở đây. Ôi mà cái con này nó đậu ở trên đây hay quá ha. Nè, nó đậu ở trên này này. Cái con này là cái con pet mà khi các bạn mua cái DLC Genesis 2 á, nó sẽ cho. Thì mình thêm cái cây cầu ở đây à, thế là nối ra đây. Cái chỗ này gọi là chỉ để mở rộng thôi à, thế là mình đỡ luôn mấy cái tủ ở đây à. Cái nhà mình nó chỉ như này thôi ha. Nhưng mà xây cũng mất hình như là cũng khoảng gần một tiếng á, tại vừa xây vừa farm đồ vừa nghĩ là xây kiểu nào cho nó đẹp mà cho nó rộng rộng tí. Ờ à, được rồi, video này thì review cái căn nhà mới à, trong đằng trước nó như này này. Thôi ngủ. Đấy, giờ nhà cửa là đàng hoàng, các bạn mình mở rộng ra là nó nhìn nó khác ngay. Thôi đi thôi, trời sáng rồi, ra. Wow. Có lẽ là mình sẽ lại bay bằng cái bộ đồ thôi à. Quay lại cái chỗ hôm chữa cái chỗ hôm bữa mình farm metal á, hình như là cái chỗ Ober 2 sao á, cái chỗ mình farm obsidian á, chỗ đó mình thấy cái con cú level cao á, bây giờ quay lại xem còn không, sợ nó đánh nhau nó chết rồi nên bay lên. Đấy. Bùm. Siêu nhân anh em ạ, tôi là Superman, tôi là I am Superman à, kiểu kiểu vậy. Ôi nó chạy kìa, ôi lăng ba vĩ bộ rồi. Ok. À kìa kìa có hai con kìa. Ôi, bình thường đi này là ngã gãy chân đấy, nhưng mà bây giờ có cái giày nhìn đi đã nhở. Lăng ba vĩ bộ phiên bản KR luôn. Ok, kìa con cú kìa, hai con luôn nhở. Mình chưa làm ống nhòm nữa, ở kia cũng có một con nữa kìa. Chưa làm ống nhòm thì ra là hơi ấy. Nhiều phớt đấy chứ. Thật ra mình không biết đây là cú hay là đại bàng nữa, nhưng mà chắc là cú ấy. Tại vì đại bàng hình như là sang cái bên kia phi thuyền mới có hay sao. Bên này có cú thôi. Ôi, cái con kia bay cao thế. Bốn con nha các bạn, nhưng mà hai con kia bay cao á. Có lẽ là nên làm cái ống nhòm ta. Chết rồi, làm ống nhòm thì mình lại không mang đồ rồi chứ. Welcome to the Hexagon Exchange. Thôi mình mua nha các bạn. Mình quên cái ống nhòm sơ suất quá. Ống nhòm nó cần gì ta? Let's do this again. Bây giờ mua nó hơi tốn tiền tí, nhưng mà thôi các bạn. Chịu thôi chứ, bây giờ quay vào nhà mình lười lắm. Fiber với gỗ, ok cái này mình farm được. À mà thôi mua đi ha. Welcome to the Hexagon Exchange. Gỗ nè. Cheers, mate. Mua thêm mấy cái quả cầu phong ấn nha. Cheers, survivor. Ok ok. Luna bán hàng khét phớt đi chứ đùa. Cháy hàng luôn mà. Ôi hụt rồi. Oh shit. Ok ok. Đi xuống đây nào. Bên này bay cao phớt đấy. Kìa dí mình kìa. Ai ở đâu? Bình tĩnh anh, gắt thơ. Ôi trời ơi, bình tĩnh. Đâu đâu đâu. Ui này phải xây bẫy rồi. Ai da đâu? Nửa cây rồi bạn không chơi được đâu. Ôi thôi. Méo chơi nữa. Đậu xanh nó đau quá, nửa cây rồi. Con quỷ này nó đánh cái gì nó đau vậy? Ờ.
có lẽ phải làm bẫy à. Ôi nhưng mà ở trên đỉnh núi, à đúng rồi, sai cái súng kia thử xem. Đúng. Thử các bạn, mình không biết mấy con chim chói được không, nhưng mà thử đi. Mình hy vọng là chói được, nếu mà chói được thì ngon. Quên các bạn, mình quên mất cái súng bắn lưới. Quay lại. Ây da, bây giờ quay lại là hơi mệt nha. Bay lên nó rất là lâu ấy. Nào lên nào. Lên. Nửa cây máu ạ, à. Bọn này nó ghê quá. Kìa kìa, nó kìa kìa. Bầu trời đẹp ha. Rồi, tay là đà. Ok, rồi. Ủa? Đâu rồi? Vừa dí mình xong giờ lại đâu rồi? Cái gì vậy? Oh shit. Khó cho mình rồi. Bên này có mấy con voi này. Nó vừa dí mình xong, bây giờ lại chả thấy đâu nữa. Nào, cố đi tìm cái nào. Con này chăng? Cái ống nhòm này nó hơi tù quá ạ. Ống nhòm bình thường mà. Đây rồi, đây rồi, thái rồi. Kia kia, nó kia. Bên kia các bạn ơi. Đúng rồi, là nó đó. Nó bay cao vậy. Ê. Rồi, nó thấy mình rồi. Ây da đâu. Bình tĩnh anh em. Qua đây chơi với mình nè. Ui trời ơi, bình tĩnh nào. À, ngon bạn ơi. Trời ơi, cái súng thì ngon quá. Trời ơi. Bắn được các bạn ơi, bắn được. Trời ơi, mày xong rồi. Bạn ơi, hãy vờ với ma vương đi. Trời ơi, mình cứ sợ là không bola được. Biết tại sao mình sợ không? Tại vì cái bola nó chỉ chói được con bờ te, đâu chói được mấy cái con có lông như là con đại bàng đâu. Nhưng mà cái lưới này thì nó khác nha, nó chói được này. Mình cứ sợ là không được. Ngon. Nó toang rồi các bạn. Ok. Xỉu đi em ơi. Xỉu đi nào. Chói lâu lên. Sao tự nhiên nó cứng lên vậy? Oh shit. Xỉu đi mày. Ôi rồi ơi. Trời ơi, không được rồi. Phải có hai cái. Chắc là mình mang theo có một cái lưới à. Ui dồi ôi, đau. Tổ sư nó cháu hùa. Sao giờ? Vừa làm thơm lưới bạn ơi. Có lẽ vậy thôi chứ sao bây giờ. Vừa làm thơm lưới thôi chứ con này nó quỷ quá. Đậu xanh nó thật. Ok, cái nhà mình đâu? Nhà mình đây. Chắc rồi mình hết polymer rồi chứ. Khó thế nhở. Không biết mấy con này có polymer không ta. Không có. Nâng máu lên cho nó à. Con này không có. Thật là vãi chưởng. Con này có không? Ôi không có luôn, định mệnh. Oh no. Chết rồi, polymer lấy đâu bây giờ đây. Có lẽ là Luna bán cho anh ít polymer đi. Luna đâu? G'day, survivor. Okay.
Mở gian hàng đi em. Got some hexagons you're keen to spend? Polymer. Ôi giời ơi, 500 tiền được 5 cái polymer ỉa vào em. Just ơi browsing. Anh không ngu đâu. Khốn nạn. Tổ sư Luna, 500 tiền được 5 cái polymer. Cho Luna tất. Mua làm gì các bạn? Đắt như quỷ. À, còn 19 cái, ok. Rồi. Ngon rồi anh em, ngon rồi. Hello cưng. Từ từ bạn, để mình tăng điểm farm cho con này lên. Cái gì đây? nó đang âm mưu làm gì kìa. Điểm farm này. Cái gì này? Tăng cái này đúng không? Rồi. Được có 22 polymer à? Thôi thôi cũng được bạn. Mình đấm tay chắc được có 10 cái. Thiếu gì đấy? Thiếu fiber. Ok. Fiber con này nhiều mà. Ôi ôi, 5000 fiber vãi trưởng. Tôi nói một câu thôi là thiếu fiber, cái là con Terry nó cho 5000 fiber bạn. Thật. Bộ giáp này mà có ở ngoài đời người sắt gọi bằng cụ. Ừ thật. Bây giờ có bộ người sắt thì ngoài đời. À bộ giáp người sắt thì ngoài đời nhỉ. Tôi sẽ mặc nó và bay đến nhà của Iron Man. Và tôi sẽ nói một câu là chú tuổi gì. Được đấy. Được đấy. Nghe có vẻ gớm đấy. Tôi sẽ mặc cái bộ giáp này nếu nó có thật ngoài đời. Và tôi sẽ bay đến nhà người sắt và tôi nói chú tuổi gì. Đâu, cú khốn nạn kia đâu? Đây đúng không? Bay lên, cưng ơi, sắp tới nơi rồi. Trời ơi, cái ống nhòm này đúng là hại mắt thật đấy. Ê, thằng ngu. Úi dồi ôi, đau thế. Ok, cố nào. Lên đỉnh đi. Lên, sao không bám vào núi, lên đi. Đâu nó đâu. Ê, đừng vậy chứ, đi theo mình đi. Đợt, cái con quỷ này nó khôn vậy. Oh shit man. Lại phải gia dụ nó rồi. Ê thằng cu kìa. Trời ơi, bay thấp thôi. Trời ơi. Bay cao thế em. Bay thấp thôi em. Nó đâu rồi? Quỷ này nó ghê gớm. Bay thấp thôi mày. Ồ, nó đậu kìa. Đúng, thấp rồi. Nhưng mà thấp hơi quá nhá. Ok. Bay bằng cái bộ giáp này nó khó nha. Nó không dỡ đâu. Bạn nghĩ rằng nó dỡ không các bạn. Bay như này nhìn thì phơ đấy. Nhưng mà nó khó. Không nói nhiều nhá. Em thuộc quyền sở hữu của anh. Thật đó bạn. Các bạn thấy mình bay nó phơ vậy chứ. Nó bay khó lắm. Để mà điều khiển nó bay lên trời nó... Nó bấm phím muốn liệt ngón tay luôn ấy. Oh. Này con này đâu phải hợ R đâu. Mà thôi kệ các bạn, quan tâm méo gì. Mà còn hợ R nó Sida có level 16 có 40 gì bắt làm gì các bạn. Không biết là hợ R có gì hơn đâu các bạn. Oh shit. Nào. Rồi, nạp đạn sẵn nhờ.
Ôi ôi, đau 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 đau. Chưa được các bạn ơi, nó có giới hạn thời gian rồi, nó phải hiện màu xanh mình mới bắn chó nó được. Nó giới hạn rồi. Trời ơi không được rồi. Nó phải hiện cái tim màu, cái tâm màu xanh với bạn ơi, tâm màu vàng không được. Trời ơi. Ngã. Oh shit, đâu rồi, nó đâu rồi. Này thì bố láo. Cái mũi tên mà cái cây súng hướng vào cái con chim nó phải hiện màu xanh lục ấy thì mình mới có thể gọi là bắn nó chói được. Ok. Các bạn hiểu ý mình không? Vừa nãy nó hiện màu vàng là nó bắn không chói đâu, mình phí cái mũi tên. Này này, cái tâm bắn này này, nó phải là màu xanh xanh lục á, xanh lá cây á thì nó mới chói được. Kiểu nó giới hạn nó không cho chói liên tục. Đấy, kiểu kiểu vậy. Bắt cái con quỷ này mệt ghê ấy. Nhưng mà mình nghĩ rằng là mình lần sau mình bắt con này á, mình không chơi như này đâu. Và chúng ta sẽ chó nó lại, sau đó chúng ta sẽ xây cổng đá xung quanh. Đấy, cái đấy thì hay hơn nhở. Cái gì đấy, cái gì đấy. Xỉu đi bạn ơi. Đừng làm mất thời gian của nhau. Bạn thuộc vừa mình rồi. Con vừa nãy là con cái đấy, thằng này thằng đực này. Trời ơi. Trời ơi, nó chạy kìa. Hay quá ha. Không chói liên tục được nó mới đau quá chứ. Nó sắp xỉu rồi, nó mới chạy đúng không? Rồi, nó toang rồi. Từ từ cho nó chạy đi, nó, để xem nó đậu ở đâu. Trời ơi, hụt, trời ơi, phí. Khó bay lắm. Trời ơi, nó không cho vừa bay vừa tăng tốc luôn ấy. Nó bắt mình phải gọi là tay giơ đằng trước nó mới cho mình bay nhanh. Đậu xanh game. Kiểu mà vừa cầm súng vừa bay nhanh nó không cho các bạn. Nó phải gọi là giơ nắm đấm ra nó mới cho bay nhanh. Hay lắm. Mày xong anh rồi nhá. Lần này thì xỉu là cái chắc rồi. Lần sau phải xây cổng đá anh em ạ. Mình hơi thiếu kinh nghiệm. Lần sau là mình thông minh ngay mà. Lần này hơi ngáo tí. Khổ. Nhanh anh ơi. Còn đúng hai cái tên lưới thôi đấy. Rồi. Oh my god. Được rồi các bạn. Được rồi. Ngon ngay. Ok man, ok man. Ok. Oh my god. Wow. Được rồi các bạn ơi. Hôm nay đã hoàn thành chỉ tiêu rồi. Ôi giời ơi. Con này có chiêu lượn giống Ritfin nha. Mà không biết hở rờ có gì hơn không? Tiếc con này không phải hở rờ. Thôi cạ đi, dù sao nó cũng là cũ. Ôi bay. Mình nghĩ là bay bằng chim nó vẫn phơ hơn là bay bằng bộ đồ tách nha. Cưới con chim nó vẫn ngầu ạ. Trời ơi, các bạn tưởng tượng xem cái ông Tony Stark, ông ấy xài cái bộ đồ người sắt, ống bay cũng ngầu và vãi chưởng. Nhưng mà cái việc mà các bạn cưỡi một con chim khổng lồ các bạn bay nó cũng ngầu chả kém đâu. Đấy, thật. Nhất là mấy ông mà đam mê phim kiếm hiệp á, mà thấy mấy ông nhân vật mà cưỡi chim rồi cưỡi kiếm bay lên trời ngầu. Đấy. Ủa ôi, đã nhờ. Ồ, nó lượn vài hit thôi là vỡ nhà rồi này. Hè hè, ok, mình bắt được nó rồi nha. Dạ. Đậu lên mái nhà luôn. Ok, và có lẽ là cái video này mình dừng ở đây nha. Rất cảm ơn anh em đã theo dõi. Đừng quên để lại cho mình một like và đăng ký nha. Bye bye các bạn.